lòng hiếu thảo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ xa xưa. Có rất nhiều sự tích, câu chuyện kể về lòng hiếu thảo trong gia đình. Một trong số đó là sự tích hoa cúc trắng. Và hôm nay con đây là Phan Thị Thiên Ngân, con 7 tuổi, con là học sinh lớp 1 trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa Đéc. Xin được kể câu chuyện sự tích hoa cúc trắng. Chuyện cổ tích kể về một gia đình nghèo gồm hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống của họ bình yên trong một ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày người mẹ cần cáo làm việc nuôi con, người con thì cũng hiếu thảo biết vâng lời mẹ và chăm chỉ. Thank you.
nhiên pháp dự của mọi duyên có nghĩa học sinh rất sẽ còn vui được trong pháp năm 2021 điều hiệu nghị thành phố sẽ đến đến đây làm kết thúc. Thay mặt thầy rồi xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo của thầy cô cùng các đại bạn lên chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Mời chúc mọi